Makasih udah ngehibur deh. Iya, niat yang pertama kalau mau apa ya, aku live itu kan aku udah selalu bilang kalau live aku tuh selalu tidak pernah memandang followers. Aku live followersku tuh bagaikan anggap aja lah berapa gitu, nggak usah dilihat followers sedikit. Kalau kita ngelihat follower pasti nggak ada konten, iya pasti nggak ada pembicaraan gitu ya. Kasihan ini cewek di sini bukan banyak penggemar tapi mas semakin banyak haters. Enggak, buat teman-teman yang sayang sama aku coba kalian komen, nggak banyak haters bang di sini. Cuman mereka sebenarnya itu sayang sama aku tapi tidak tersampaikan. Ya, tidak tersampaikan. Bukan haters, mereka itu bukan haters, tapi seseorang yang selalu menonton, yang selalu setia sama aku, ya, yang selalu setia sama gue gitu loh, teman-teman. Tuh. Enggak ada, Bang. Enggak ada haters-haters itu, cuman sebenarnya tuh penonton setia kita gitu loh. Penonton setia kita gitu loh. Enggak seperti itu ceritanya. Aku gak bahas head comment, sejak kapan aku bahas ini? Aku gak bahas head comment, teman-teman. Tuh, banyak yang sayang sama aku. Ya, jadi kita kalau kita lagi ngomel-ngomel itu ngomel-ngomel lucu, guys. Jadi bukan karena apa-apa, emang kita ngomelnya ngomel lucu gitu. Jangan, dunia ini jangan terlalu dibawa serius. Ya. Dunia ini kalau kalian terlalu membawa dunia ini terlalu serius, tanggungan di otak itu semakin sakit. Aku sayang kamu, aku tidak. Kamu cilang. Kamu cilang. Tips LDR dong. Tips LDR itu setia kalau nggak salah. Kamen cik benyi, kamen mau ngai. Tuh banyak yang sayang sama aku. Ih kaget aku, guys jangan di itu guys, kukira tangan dari sini siapa itu. Guys jangan dikirim yang tangan-tangan itu TikTok ini ngasih tangan ini kayak gini. Jangan, tutupnya di mana ya? Kaget aku. Tadi ada yang tanya, tadi ada yang tanya solusi kalau muka kita kering. Apa tuh tadi, guys? Lupa aku. Vidya kan pernah ke di salon, dia tanya apa tadi ya pertanyaannya? Kalau muka kering tergantung ya berjerawat apa enggak. Biasanya kalau berjerawat itu rentan ke berminyak sih, guys. Kalau berminyak itu berminyak sama glowing berbeda ya guys ya. Berminyak itu kayak kita itu ngeluarin minyak terus di area wajah ini. Beda ya guys. Guys aku off dulu ya, aku kebelet Karena aku mau ke tempatnya suami dulu. Bye bye semuanya. Kamen mau ngesetnya ya. I love you. Kamen cuma ngengungannya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Indonesia, Vietnam, Dubai, Arab, Saudi, Inggris, Jepang, semuanya. Assalamualaikum. OK. Tưởng lại bảo video không được lau mặt như thế mà bạn kia lại tưởng không được hát nữa kiểu thế. Rất đau đầu. Lê, no from Vietnam, from Indonesia, video. From Indonesia. 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 Vậy.
Khớt đây mất đi chồng vì cây. Tại sao? Này, vợ. Lê. Hello vợ. Hello chị. Hello. Em. Em. Hello em, đúng. Chào chị dâu. Hello. Chào chị dâu. Hello. Chào chị dâu. Chào chị dâu. Hello em. Hello em. Có sơn soi có. À, sơn soi sao có được. Các cậu ít bạn. Hả? What? Chào chị. Chào chị dâu. Oh, no kiss here. Yeah. Vidya. Vidya Indonesia. Yeah. From Indonesia. Oh, Indonesia. From Indonesia. Ôi, khả năng đi về. Tôi biết. Thật lãng mạn nha. Thank you, Vu, khoai khoai. Khoai khoai. Khoai khoai. Này. Anh thật hạnh phúc nha. Bạn lên tìm một người con gái cho chính mình. 你自己去找个女孩吧. Tôi muốn. Tôi cũng muốn đi trang điểm rồi. Không có. Tôi cũng phải đi tẩy trang rồi. Hả? Vậy chúng ta trở về ngày mai. Vậy chúng ta trở về thôi. Chúng ta trở về vào ngày mai. Vậy chúng ta trở về thôi. Ok, ok. Ok. Okay, see you next time. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dan. Thank you. Thank you, Hoa Hoa. Bye bye, bye bye. 谢谢花花的家人们. Thank you. Thank you. 我跟家人，我都被骂了吗？存在。啊。anh ơi, không có mọi người, không có vợ bao kìa. Không, vợ nghèo lắm. Không, không có vợ bảo kê lau mặt các thứ cho à. Này, vợ sơn sói, bốc sinh sơn sói, không bảo kê. Bốc sinh, bốc sinh. Đúng. Đúng, sơn sói xem chồng nó gút đúng không? Không, tại sao xem chồng gút? Không. Đạt bila smoking no good. Ăn qua hôm qua đấy. Bạn đưa tay nghe rút xong cả các tôi mới nói chuyện được chứ. Bạn nói đi, bạn nghe tiếng mà. Video. Ờ, dạ. Đạt smoking no good. Yeah. Vớ vẩn. Sơn sói xem đúng không? No good. Trông xem. Sơn sói vếp. Trông không good, xem. Yeah. Thế là hai thằng no mình giống nhau đấy bạn ạ. Yeah. Thế bây giờ bạn còn một lời gì nói với tôi không? Tả đó. Bạn ơi. Lời thật sự mọi người là em tâm sự thật. Cũng vì làm cho mọi người vui thôi. Mọi người không thể biết được là mỗi khi xuống live bạn em phải chịu hành hạ như nào đâu mọi người ạ. Các ông ấy còn chả hiểu. Các ông cứ doe đi anh Sơn ơi. Mẹ, doe hết mặt đến nơi rồi. Không những doe mặt mà vợ còn cho doe cả mồm nữa cơ. Ờ đấy. Nhiều khi mọi người chỉ biết là cười thôi. Mọi người có thương cho số phận của bạn em cũng như em đâu. Đúng không? May em còn tỉnh, em còn không ấy. Chứ còn bạn em thì không một buổi nay nào mà trượt được những cái vả vào mồm. Thôi rồi, tôi về đây bạn ơi. Tôi về đây. Đời tôi bây giờ không còn gì để mất nữa cả bạn ạ. À. Tôi đi về đây. Tôi đi về. Bye bye bạn nhá. Chúc okay. Gia đình bên đấy buổi tối vui vẻ nhá. Okay. Bye bye mọi người. Mọi người rất ngủ ngon. Bye bye mọi người. Villa. Yeah.
Vợ đang chửi ở bên à? Em biết ngay. Ok, về chung một nha.